hiểu nè. Ví dụ như tôi có một cái mảng mua sách đi, nó cũng mảng nào cũng là mảng thôi, nhưng mà em phải phân biệt được mảng liên kết với mảng chỉ số. Ví dụ như là cái người này nè, số sản phẩm nè, bây giờ cái tên sản phẩm là gì, mua phải có tên chứ. Đó, ví dụ như là sách, cái đó là tên phải không, cái này là sản phẩm nè. Đó, sản phẩm này tên gì, đó đừng thứ đó. Mai anh tới mua mua cuốn sách là định hứa với số cuốn là 25 cuốn đó. Thì mình không cần làm giá, mình chỉ cần thống kê cái số lượng, số sản phẩm của nguyên cái danh sách khách hàng này mua thôi, kỹ lưỡng thêm lần nữa đó, sắp thêm lần nữa. Các bạn chú ý là cái key của tất cả các phần tử này nó phải giống nhau. Ví dụ như này là tên, cái này là sản phẩm, cái này là số lượng nè, số sản phẩm nè. Đi đào kho báu, bí quyết đó, bí quyết làm giàu, ví dụ như vậy ha. Rồi ví dụ như mình chế thêm cái nữa, trần thân, tức là cái này là khổ, khổ ai, ai khổ đó, ví dụ như vậy đấy. Tức là về sản phẩm hay là về sách hay về gì cũng vậy, khi mà biểu diễn một cái mảng thì mình biểu diễn như thế này nha. Mỗi một cái key này nè, ở các phần tử nó phải giống nhau hết, và một cái phần tử này là một mảng con, mảng con này là mảng con dạng liên kết, nhớ cái mũi tên là liên kết. Đối với những cái mảng này mình chỉ cần là sử dụng thuật dịch để mình đọc ra thôi là xong rồi. Cái mảng này có rồi, đây yêu cầu mình làm gì, đọc cái này ra HTML CSS và tính được cái tổng sản phẩm ở trong đây ha. Thì nó dễ ồn, trước khi for thì mình khởi tạo cái gì rồi sau đó mình hãy chơi thôi. Bây giờ cái này mình for ra table là dễ nhất, hiểu không, for ra table là dễ nhất. Thì các bạn chỉ cần là for mở ngoặc ra, ở trong đây là cái gì nhớ không, đô la lý khách hàng thuộc bài đó, add item, cứ item là làm tới mỗi item là một cái hàng này nè đó. Thì bây giờ mình muốn ghi cái này ra đâu, ví dụ ghi ra table thì chắc chắn là mình phải khởi tạo một cái gì đó nha. Ví dụ như một cái list hay là một cái table, nó bằng bằng cái gì đó, ví dụ như bằng rỗng, bằng rỗng trước nha. Rồi vô đây nè, mỗi một item nó là một hàng ngang, thì cái hàng ngang của mình là gì, chấm bằng, hàng ngang của mình là gì đó, dốt dốt là mình phải làm cái sườn trước vậy nè. Hàng ngang của mình là tr đó, và trong tr nó có bao nhiêu thông tin thì mỗi thông tin nó là một cái td đấy. Cho nên mình mà dốt cái HTML nữa là mình cắn lưỡi, mình không biết gõ làm sao chứ. Bây giờ mình có tên, có sản phẩm, có số lượng thì mình có ba cái td đấy, mình có ba cái td rồi. Truyền biến nè, anh này, anh chàng này đã chuyển biến còn sai đó nè, chuyển biến còn sai đó đó. Biến là phải dày, nháy chấm chấm, nháy nháy đơn hoặc nháy đôi đều được hết, mà mình mơ hổ mình đã thống nhất rồi, khi làm việc với HTML cứ làm nháy đơn hết đi ha. Cậu này đã lỡ nháy đôi thì không sao, rồi truyền biến nó phải dày các bạn, nó phải dày. Rồi cái biến mình xuất hiện ở đây nè, là quỹ này nè, nguyên cái này là một cái item nè. Bây giờ mình lấy một thằng ra là mình lấy theo cái key này nè, cái này gọi là cái key, cái này gọi là value, cái này là key, cái này là value, cái này là key, cái này là value. Mình muốn đưa thằng nào ra thì mình sẽ là đô la lấy cái item này nè, item là một phần tử rồi, mặt vuông nháy cái tên vô đây đấy. Thấy em có tiến bộ chưa, làm tới đâu biết tới đó, thấy tiến bộ chưa. Rồi cái này là sản phẩm nè, cái này là số sản phẩm nè đấy, ok không.
Rồi bây giờ mình mới có cái thấy bồ thôi, mình chưa biết là mình echo ra đâu ha. Thì mình phải echo ra chỗ nào đó. Ví dụ như mình echo trực tiếp trong đây thì sao? Đó, có phải là nó cần có một cái thế bồ không? Đó, có phải là nó cần một cái tiêu đề không? Tiêu đề là gì? TH, TRTH là tiêu đề ha. Đấy, chứ không có echo ra khơi khơi được, người ta cười chết. Rồi bây giờ tiêu đề mình có 3 cột thì mình có 3 cái TH. Đó, mình để đây là tên khách hàng. Rồi, mình để đây là sản phẩm. Mình để đây là số lượng. Đấy, mình gặp cái đề là mình phải ngồi mình gõ liền, đừng có suy nghĩ. Rồi, mình đã được cái echo này rồi. Bây giờ mình có echo cái gì nữa? Có phải là mình echo cái nội dung mình đọc từ mảng ra không? Rồi, mình đây mình lấy cái này mình echo ra nè. Ctrl C để echo ra đây. Ví dụ mình đặt table mình sợ bị nhầm á, thì cái này mình đặt TR. Cái này mình nhập TR. Thì cái này echo ra TR. Đó. Rồi xong, có phải là mình cần một cái table đóng nữa không? Đấy, là xong. Rồi người ta yêu cầu gì? Thống kê coi số lượng sản phẩm bao nhiêu, là mình thống kê ở ngoài này nè. Đó, thì ví dụ như tôi sẽ làm gì? Có phải là trước cái for này mình khởi tạo không? Mình khởi tạo một cái tổng số. Khi mình làm mảng giỏ hàng á, thì chỗ này là tổng nè. Nếu cho phép cộng dồn thì các bạn phải khởi tạo bằng không. Rồi vô trong đây nè, mình mới là cộng dồn vô, lấy cái tổng số sản phẩm nè cộng bằng với cái item số sản phẩm. Biến vi nó dễ cái là nó tự ép kiểu, nó nhìn số nó biết số, nhìn chuỗi nó biết chuỗi nha. Còn cái thằng Savarip á, mình phải khai báo kiểu cho nó. Đấy, rồi xong. Thì bây giờ mình chỉ cần là echo cái tổng số này ra ngoài này là xong nè. Echo, ví dụ như tôi muốn để là trong cái thẻ A hay gì đó, trong cái thẻ H hay gì đó chẳng hạn, không phải A. Đây nè, H nè. Tôi cho H1 đi. Tôi để là tổng sản phẩm là 2 chấm. Bắt đầu chuyển biến nè. Chuyển biến nè. Nhớ chuyển biến nè. Đó, xong. Đấy, mình phải ngồi mình tóc ký, mình hiểu cách làm rồi mình làm nhanh lắm. Bài số 1. Chiều là chiều ơi, nắng chiều về trên khắp nơi, một đàn chim nên về nơi cuối trời, một đàn bụng đồng răng réo trên mình châu. Rồi mình sẽ ôm đâu này, cái từ ôm đâu, o đâu đây, ôm ôm tập này, bài một này. Đó, đâu cần gì đâu. Đấy, xong. Nếu mà gặp cái giỏ hàng thì làm tương tự vậy thôi. Thay vì mình đang làm mảng tỉnh thì khi mình lập trình á, thì mình sử dụng session, mình lưu những cái giá trị của mình. Nãy có cái bài nào có ép tù cạp đó, mình phải nắm cái chỗ mà khi show dữ liệu lên, rồi mình tạo cái form, rồi mình lưu dữ liệu để mình ép tù cạp đó. Đấy, không cần giao diện gì hết, ngay ngắn sạch sẽ vậy là đúng rồi đó, đẹp rồi đó, ổn rồi đó.
Kịp không? 5 giây là xong. Ngày mai em đi, biển vắng kêu tên em về. Người hồn năm 25, 40, 42, 40, 52, 102.